Bây giờ chương trình văn nghệ được tiếp tục và mời quý vị cùng bước ra sàn nhảy trong những giây phút đầu tiên của chương trình cho đến 1 giờ sáng hôm nay, được không quý vị? Và tiếp tục trong phút này cho ân thiên vị. Bây giờ thì tại vì qua bên này lạnh quá, tại vì Mỹ là từ Việt Nam sang, thực sự là cái không khí nó chưa có quen với Mỹ, mà mấy hôm nay là ngày nào cũng đi xuống. Bây giờ quay trở lại với một cái sở trường của Mỹ là về dòng nhạc bolero. Ân thiên vị muốn gửi đến cho các quý vị một ca khúc mà mỗi lần đi lưu diễn tại châu Âu, tại Đan Mạch hoặc là Na Uy, Thụy Điển, tất cả mà cộng đồng người Việt mình đều rất là thích Mỹ ca khúc đó. Hôm nay thì mình muốn đến đây tại Hà Lan để gửi đến cho các vị một sáng tác của nhạc sĩ Do Tiên, ca khúc Lại Nhớ Người Yêu. Chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như
những sự chúng ta hãy vui lên, chúng ta hãy cho đi những tình thương của mình đến với tất cả mọi người. Thật sự là Vĩ không có nhận nhạc, nhưng mà tại vì cái không khí Giáng sinh như thế này, quý vị dành tình cảm quý báu như thế này để quý vị đến để ủng hộ cho ban tổ chức của chúng tôi, thay mặt tất cả anh chị em nghệ sĩ, một lần nữa anh Thiên Vĩ xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị, các cô, các chú đã dành thời gian quý báu của mình để đến chung vui trong cái đêm Giáng sinh như ngày hôm nay. Chúng ta hãy một lần nữa uống cho hết ly để cho trọn vẹn một mùa Giáng sinh thật an lành và đầy hạnh phúc, được không ạ? Dạ, thì thôi uống đi. Một, cầm đi lên nha, hôm nay cầm đi là không được, không có chung tình quý vị đó. Lại nhớ người yêu mà, đây là lại nhớ mùa Giáng sinh. Dạ, một, hai, hết ly nha. Em hết ly đó, em còn hát nhưng mà cứ chơi đi. Anh Nguyễn Vĩ xin